Còn theo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, trong số 9 mẫu cà phê được lấy tại các cơ sở kinh doanh buôn bán cà phê trên địa bàn tỉnh được kiểm nghiệm thì có đến 6 mẫu giả không có hàm lượng caffeine. Hầu hết 9 mẫu cà phê được lấy để kiểm nghiệm đều có nguồn gốc xuất xứ ngoài tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Đắk Lắk. Hàm lượng caffeine mà những cơ sở này in ấn trên bao bì là trên 0,5%. Tuy nhiên, qua kiểm nghiệm chỉ có 3 mẫu là đúng với hàm lượng được công bố, còn lại 6 mẫu hoàn toàn không có hàm lượng caffeine.